Cảm ơn rất là nhiều. Những cái tâm tình, những cái gì đó rất là nhỏ nhưng mà làm một cái động lực cho những anh chị em nghệ sĩ chúng con trên những cái ngày mà cuối năm chúng con đi phục vụ rất là nhiều nơi. Mà đặc biệt hôm nay là một cái chương trình rất rất là đặc biệt. 320, dạ 25 năm, một cái con số rất là đẹp. Thì hát nữa không ạ? Hát nữa nha. Chạy xa xôi xuống đây hát thêm một bài nữa. Xin hát một ca khúc để tỏ lòng cảm ơn Chúa, tạ ơn tất cả mọi người chúng ta đã đến đây trong những ngày hôm nay. Một ca khúc rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Khúc Cảm Tạ. Rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Let's go. Suốt một đời con tắm mắt trong tình cha, giữa trưa sao mặt chảy ra, Chúa như vừa được nhàn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mưa, rộn rã cánh tay ngày đêm, dắt con vào biển thương nhớ. Chuốc chưa trong ngày nào, bánh thơm mơ về chùa trao, tháng năm tình bên dâng trào. Hallelujah, dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Người ta bỏ hay ngầm xa, ta chung đi à? Ôi, tình yêu Chúa mãi mang trên đời, tình yêu Chúa bao đời. Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ngân. Từ nguyện con hay thầm ra. Ôi tình yêu Chúa mãi mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hưởng tình yêu vội tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ngân ngày trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mãi mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ơi tuyệt vời. Hồng Vân xin được cảm ơn ca sĩ Hồng Vân rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Xin anh Thắng lại sân khấu một vài phút để giao lưu cùng với lại cộng đoàn giáo xứ Bến Gỗ. Xin chào anh Hồng Vân. Giống như anh lúc nãy anh chia sẻ thì đây là lần đầu tiên anh về giáo xứ Bến Gỗ đúng không ạ? Vâng, lần đầu tiên về đây.
Và một cái cảm xúc đầu tiên là Hồng Ân thấy rằng là rất được yêu thương và rất được quý vị ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Lúc nãy anh nói là anh có ăn phở. Thì anh thấy phở bên gỗ có ngon không ạ? Rất là ngon, nếu mà từ vị không phải là không có tính tiền mà ngon, nhưng mà Hồng Ân thấy ngon thiệt. Em thấy biết mà không tính tiền như thế thì Hồng Ân đã ăn thêm một tô nữa. Cho một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn Hồng Ân rất là nhiều. Xin Chúa ban cho anh thật nhiều sức khỏe và ngày càng hát hay hơn nữa để phục vụ đoàn chiến của Ngài. Xin được cảm ơn anh. Xin cảm ơn hai anh chị và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là một cái dịp mà Hồng Ân nghĩ rằng là chúng ta gặp nhau cùng cảm ơn Chúa và tỏ ra rằng chúng ta là anh chị em con của Chúa. Và Hồng Ân trước khi lên thường đi hát thì thường là làm dấu xong rồi hát. Nhưng hôm nay từ vì nhạc là vội quá thì trong lúc quay lại thì thấy tượng Chúa, cảm thấy rất là hạnh phúc. Và một lần nữa xin chúc cho giáo sư Bến Gỗ luôn có những cái chương trình lớn như thế này để chúng ta có những cái cơ hội gặp nhau, chia sẻ để hiểu nhau và đoàn kết để xây dựng giáo xứ một ngày một tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ca sĩ Hồng Anh và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại bên có Gỗ. Cho lại không ạ? Dạ, có cho quay lại, có mời không ạ? Dạ có ạ. Thank you. Dạ xin cảm ơn anh ạ. Quý vị